nhằm đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam và nhu cầu thị hiếu tiêu dùng của người dân. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình khảo sát về nhận thức và hành vi ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố. Qua đó thu thập những thông tin về thị trường, thái độ người tiêu dùng đối với hàng sản xuất trong nước, hiện trạng kênh phân phối và doanh nghiệp đối với việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong nước, góp phần đẩy mạnh tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động. Để làm được điều này, chương trình đã thực hiện nghiên cứu với các nội dung sau: tình hình sử dụng sản phẩm, thương hiệu sản phẩm, xuất xứ, nguồn gốc, các yếu tố chọn mua, nguồn thông tin khi mua, khuyến mãi, nơi mua, lý do chọn nơi mua, quan điểm tiêu dùng, độ vị chủng, nhận biết các chương trình người Việt dùng hàng Việt, quan điểm về các chương trình người Việt dùng hàng Việt. Nghiên cứu được thực hiện trên 4 ngành hàng: điện tử gia dụng, thực phẩm chế biến, đồ uống, quần áo may sẵn, giày dép, hóa mỹ phẩm, dược phẩm. Nghiên cứu lấy mẫu theo phương pháp khảo sát bảng câu hỏi trên 1.372 hộ gia đình và 280 kênh phân phối, 280 doanh nghiệp trải đều 24 quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh, được phân chia cụ thể theo khu vực nội thành và ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ quá trình khảo sát được tuân theo quy trình nghiên cứu thị trường nghiêm ngặt và tỷ lệ kiểm soát chất lượng là 30% bài thu thập. Quá trình thu thập dữ liệu diễn ra trong 15 tuần, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 10 tháng 10 năm 2016. Quá trình nhập liệu được thực hiện khép kín trên phần mềm thiết kế riêng và được kiểm soát chất lượng 100%. Dựa trên các thành phần kinh tế là nhân tố quan trọng trong việc xác định các nhóm đối tượng tiêu dùng, phân chia thành các điểm cắt theo thu nhập của hộ gia đình. Trường Đại học Bách Khoa được chọn làm đơn vị triển khai dự án. Trưởng dự án là tiến sĩ Vũ Thế Dũng cùng các cộng sự. Từ năm 2000 đến nay, nhóm đã thực hiện nhiều dự án nghiên cứu thị trường ở nhiều ngành hàng khác nhau trên nhiều lĩnh vực.